Tại sao nhiều người kinh doanh online nhưng thất bại? Nói rõ hơn là kinh doanh content internet nhưng không khai thác triệt để. Vì vậy rất nhiều người thi nhau học quảng cáo, thi nhau học TikTok, thi nhau học YouTube, thi nhau học Google nhưng họ không biết bản đồ ngầm ở phía sau. Trong video này tôi sẽ tiết lộ bí mật tôi học rất nhiều người thầy khác nhau. Tôi đã áp dụng thành công chiến lược bản đồ ngầm trong kinh doanh. Nếu bạn đang kinh doanh nhưng không hiệu quả hay bạn không biết xây kênh, hệ thống phễu ngầm marketing phía sau, phễu sản phẩm ngầm ở phía sau, không cần tập trung vào sản phẩm, thì video này dành cho bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn khung chiến lược tạo nội dung viral, content lành, ấm, nóng, khiến khách hàng biết đến chúng ta, tin chúng ta và trải nghiệm sản phẩm, sau đó mua hàng chúng ta và biến khách hàng trở thành fan cuồng, mua lặp đi lặp lại nhiều sản phẩm, sau đó giữ họ trong vòng ảnh hưởng, họ đi đâu, mở máy ở đâu cũng thấy ta. Đấy là lý do chúng ta remarketing và kéo họ về, chăm sóc và bán hàng cho họ trọn đời. Hãy xem hết video này, tôi sẽ chia hết toàn bộ bí mật ở phía sau cùng với bạn. Để hiểu rõ hơn những cái sai lầm mà những người ngoài kia đang làm và không hiệu quả. Nhiều người đã xây kênh lên đây, đã thi nhau đi dạy, đi học TikTok, YouTube ở đây. Đương nhiên rồi, đúng không? Chúng ta đều phải xây kênh như thế này. Và đây là thị trường lành, đây là ấm và đây là thị trường nóng. Cái sai đầu tiên ấy, rất nhiều người là trong cả cái một cái phễu này, YouTube, TikTok, các nền tảng này, thì họ không phân biệt đâu là thị trường lành, thị trường ấm, thị trường nóng. Mà chúng ta phải chuyển đổi từ thị trường lành sang ấm và sang nóng. Content khung chiến lược, content viral này là chúng ta xoay quanh cái đối tượng khách hàng, và cái này là chúng ta nói về vấn đề giải pháp liên quan đến thị trường ấm, sản phẩm ta, và sau này mới nội dung bán hàng. Bạn có thể chạy quảng cáo, và rất nhiều người chạy quảng cáo và xây kênh đang còn sai lầm chỗ này. Cái thứ nhất, họ sẽ chạy quảng cáo vào trực tiếp bán ở đây, và đấy là những cái sai lầm đầu tiên. Sai lầm lớn nhất đó là gì? Họ xây kênh lên mất rất nhiều nguồn lực thời gian nhưng họ chỉ nhận tin và bán hàng, thì đấy là cái sai lầm lớn nhất. Và tỷ lệ chuyển đổi thì chỉ có 3%. Vậy chúng ta còn 97% này thì đi đâu? Vì vậy rất nhiều người đang còn bỏ sót chỗ này. Mà cách chúng ta chạy là gì? Chúng ta bắt đầu từ cái nhóm khách hàng mục tiêu này. Ví dụ chúng ta đi thả câu vào màu xanh này, chân dung khách hàng, insight khách hàng, vân vân, đúng không ạ? Và sau đó để dẫn dắt một khách hàng trở thành khách hàng trả tiền lần đầu tiên là khó khăn nhất. Thì chúng ta cần phải làm ra một cái form như thế này. Bạn có thể tặng quà để đổi lead. Bạn có thể là chạy quảng cáo vào đây. Bạn có thể là các kênh BNI hoặc các cái kênh giới thiệu khác đều đưa vào đây. Mục tiêu là gì? Khi vào đây là chúng ta bắt được hành vi của họ và có thông tin của họ. Để làm gì? Để chúng ta chăm sóc và còn remarketing. Bởi vì chúng ta bắt hành vi rồi sẽ có những người là mua hàng và có nhiều người là chưa mua. Đúng nào? Vì vậy, trên này chúng ta quảng cáo bằng cách là gì? Chúng ta bắt đối tượng video. Xem cái đối tượng ấm này, những ai xem hết video và quan tâm thì chúng ta sẽ bắt được họ là gì? Những đối tượng xem hết video hoặc là gần hết video. Lúc đó chúng ta mới chuyển vào cái landing page này để chúng ta bắt. Đúng không ạ? Trên này là chúng ta chỉ mới là bắt đối tượng video thôi. Vì vậy chúng ta phải vào đây thì có pixel. Các bạn gõ vào từ khóa pixel. Pixel là bắt hành vi trên khách hàng, trên blog, trên các thứ. Vì vậy chúng ta cần phải đem họ vào blog hay còn gọi là một cái landing page tặng quà hoặc là các cái biến vân vân. Sau đó chúng ta mới thiết kế cái sản phẩm đầu tiên này. Có thể bạn tặng quà, có thể bạn bán sản phẩm trải nghiệm đầu tiên. Thì chúng ta tặng quà và đưa vào đây. Xem video thì tôi đã vẽ mô hình như thế này. Người ta sẽ vào đây và có đối tượng là sẽ mua và đối tượng không, đúng không nào? Đối tượng mua thì chúng ta lập tức đem vào chăm sóc qua hệ thống email SMS của chúng ta. Và đây được gọi là data, có một hệ thống CRM chúng ta quản trị. Nếu mua thì tất nhiên rồi, chúng ta giao hàng và chúng ta có thông tin. Và còn một đối tượng tặng quà thì làm thế nào? Cho họ tải cái thông tin video, bài viết, ebook hoặc là cái sản phẩm đầu tiên của bạn, nếu bạn là sản phẩm đầu phễu của bạn, nếu bạn bán sản phẩm vật lý, các cửa hàng siêu thị thì họ đều bán một sản phẩm này và họ lấy thông tin, đúng không? Và sau đó chúng ta có thông tin, chúng ta chăm sóc, chăm sóc, chăm sóc, và chúng ta
biến họ mua cái sản phẩm đầu tiên này là khó khăn nhất, và khách hàng của chúng ta đều trải qua những cái phiếu chúng ta chăm sóc như thế này. Mua thì chúng ta bán thêm và bán thêm các sản phẩm tiếp theo, nếu chưa mua thì chúng ta chăm sóc và sau này trở thành khách hàng đó. Khi chúng ta có khách hàng thì chúng ta chăm sóc qua hệ thống này rất là rẻ tiền, bởi vì chúng ta có hệ thống mối quan hệ. Còn cách chạy quảng cáo thì làm như thế nào? Khi khách hàng này chưa mua thì chúng ta chạy vào những đối tượng đã tiêu thụ thông tin, là gọi là khách hàng ấm. Và khi có đối tượng này ngon rồi thì lúc này chúng ta mới chạy đối tượng là gì? Nhân ra 1% hoặc 5% để tìm đúng đối tượng, giống như một đối tượng đã mua hàng chúng ta, đúng không ạ? Vì vậy hệ thống chạy quảng cáo này chúng ta sẽ là chạy vào đây và chạy vào đây. Và tất cả mọi người chúng ta đều phải nhớ cho tôi là đều phải đưa vào form này để chúng ta thu thập thông tin. Đầu tiên chưa có email, chưa có lead thì chúng ta bắt họ bằng hành vi. Khi họ chúng ta biết được họ cần rồi, họ đang đi tìm kiếm, đúng không ạ? Đang đi phân tích và đang đi so sánh với đối thủ, thì lúc này là lúc chúng ta chạy quảng cáo. Họ chỉ cần mở máy ra cũng thấy trên các nền tảng, mở TikTok cũng thấy, mở YouTube, mở Facebook, mở các nền tảng cũng thấy ra. Và chúng ta cứ tăng thêm giá trị và trao cho đến khi mua hoặc tìm hiểu. Chỉ cần tìm hiểu là chúng ta thành công, bởi vì chúng ta bắt được hành vi và chúng ta sẽ có những cái biến chăm sóc. Và như các bạn thấy, chúng ta sẽ có, nếu các bạn kinh doanh về spa, về các ngành dịch vụ, thì chúng ta sẽ bán những cái thẻ membership để giữ họ trong vòng ảnh hưởng. Mục tiêu là gì? Chúng ta có danh sách, sau này chúng ta bán những sản phẩm tiếp theo, sản phẩm 1, sản phẩm 2. Và hãy nhớ rằng tất cả những sản phẩm này là sản phẩm liên quan. Ví dụ chúng ta chỉ nỗ lực đi bán một sản phẩm này thôi, ví dụ là một sản phẩm liên quan của họ, và sau này trong nhóm đối tượng này, ví dụ mua khóa học của tôi thì họ có thể mua AI, mua phần mềm, mua quần áo thời trang, ví dụ vậy, đúng không ạ? Cùng một đối tượng đó thì chúng ta chăm sóc và bán tiếp theo. Và sau này chúng ta không cần phát triển sản phẩm, chúng ta thấy một sản phẩm nào đó phù hợp với cái đối tượng khách hàng này thì chúng ta chỉ cần gửi cái link chăm sóc khách hàng tự động này và tự động nó chạy và quảng cáo vào đúng đối tượng, và chi phí rất là rẻ. Và bằng cách này chúng ta có thể là chiến lược OBM, hợp tác với một đơn vị nào đó, thậm chí chúng ta không cần ship tiền mặt, thì đối tượng này vẫn là khách hàng mục tiêu mà chúng ta biết được hành vi và họ đang cần cái gì, đúng không ạ? Và sau này nếu chúng ta có rồi thì chúng ta phát triển sản phẩm, được gọi là ma trận sản phẩm, đúng không ạ? Video trước tôi có hướng dẫn các bạn là cách thiết kế phiếu ma trận sản phẩm rồi, nhưng sai lầm lớn nhất là cái phiếu trải nghiệm khách hàng này, họ sẽ sai ở cái chỗ đầu tiên này. Có một số sẽ đi săn bắn, nhắn tin bán hàng, và có một số chạy quảng cáo thì họ chạy quảng cáo một sản phẩm. Như các bạn biết, trao bán một sản phẩm đầu tiên thì rất khách hàng rất khó xuống tiền, đúng không ạ? Bởi vì hành vi của khách hàng có quá nhiều thông tin và quá nhiều sản phẩm ngoài kia. Vì vậy chúng ta cần dẫn dắt họ bằng cách là thu lead của họ. Và đầu tiên là chúng ta phải bắt họ, hành vi của họ là xem video thôi, sau đó mới đem vào form. Và sau vào form rồi thì lúc này chúng ta có thông tin, có hành vi rồi. Chưa mua thì chúng ta lập tức tiếp tục bám đuổi theo họ. Nếu mua rồi thì chúng ta tiếp tục chăm sóc. Đặc biệt là hệ thống CRM chúng ta chăm sóc trọn đời. Thì đấy là một hệ thống phễu ngâm và rất nhiều người ngoài kia không chia sẻ và nhiều người đang toàn thất bại. Và đây là một cái mô hình mà rất ít. Tôi nghĩ là ở Việt Nam một số rất là nhỏ để làm được điều này. Và đấy là những cái sai lầm và những cái bài học mà rất nhiều người đang làm. Nếu bạn đang thiếu ở đâu đó trong khung chiến lược mô hình xây kênh, tạo video hoặc bài viết tiếp cận thị trường lạnh, nóng, ấm, hoặc là tỷ lệ chuyển đổi không cao, hoặc mô hình kinh doanh, hoặc xây dựng một hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng khách hàng tự động hoàn toàn như thế này, thì hãy inbox cho tôi sẽ tư vấn bạn miễn phí. Nếu phù hợp chúng ta sẽ đi cùng với nhau những bước tiếp theo. Và đừng quên like, share và để lại bất kỳ câu hỏi nào dưới phần bình luận về mô hình này, cũng như sử dụng AI vào marketing cũng như kinh doanh. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.